kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh mời gọi chúng ta đến bên biển hồ Tiberia, nơi mà Đức Giêsu sau khi sống lại đã nói với bà Maria Madalena và các người phụ nữ đạo đức, hãy đến Galilee, họ sẽ gặp thầy ở đó. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc ấy, các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau. Simon Phêrô, Thomas, cũng gọi là Didimo Nathanael quê tại Cana xứ Galilea các con ông GBD và hai môn đệ nữa đang ở với nhau Simon Pharaoh bảo tôi đi đánh cá đây các ông khác nói rằng chúng tôi cùng đi với ông mọi người ra đi xuống thuyền nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển. Nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu, người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đề Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đề khác chèo thuyền vào bờ và kéo lưới đầy cá theo vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay khi các ông lên bờ thấy có sắn lửa than trên để cá và bánh chúa giêsu bảo các con hãy mang cá mới bắt được lại đây simon phêrô xuống thuyền kéo lưới vào bờ lưới toàn cá lớn tất cả được một trăm năm mươi ba con Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách Chúa Giêsu bảo các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Kính thưa cộng đoàn, Gioan, người môn đề Chúa yêu, đã tường thuật lại sự kiện Chúa hiện ra trên bờ biển Tiberia một cách rất chi tiết. Ngài đã viết, Simon Phêrô, Toma cũng gọi là Didimo và hai môn đệ khác đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo, tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói chúng tôi cùng đi với ông và mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Theo suy nghĩ của Phêrô và các bạn, biến cố được Giêsu tử nạn và được an táng trong mổ đã làm cho lý tưởng theo thầy của các ông bị đổ vỡ. Giờ này. Phêrô và các bạn không còn biết làm gì hơn là quay trở lại với nghề cũ để đi đánh cá, một công việc quen thuộc của gia đình từ bao đời nay. Tuy nhiên, thất bại đã đến với những người ngư phủ chuyên nghiệp là suốt đêm hôm ấy, các ông đã chẳng bắt được con cá nào. Không nói ra, nhưng chắc là Phêrô rất thất vọng vì đang ở trong cái nỗi buồn mất thầy. Và để giải sầu với việc đi đánh cá, ông và các bạn lại chẳng bắt được con cá nào sau một đêm cực nhọc. Gioan tưởng thuật tiếp. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: Này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: Thưa không. Chúa Giêsu bảo: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được, và các ông thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Điều kỳ diệu đã xảy ra buổi sáng hôm ấy khi Phêrô và các bạn nghe lời một người khách lạ: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Phêrô và các bạn đã làm như vậy và đã bắt được một mẻ đầy cá. Một sự ngạc nhiên bao trùm các ông vì mẻ cá lạ lùng vào buổi bình minh của một ngày mới bắt đầu trên biển hồ Tiberia. Với lòng yêu mến Đức Giêsu nồng nàn, với một sự tinh ý nhạy bén của một người trẻ tuổi, Doan đã nhận ra người ra lệnh hãy thả lưới bên hữu thuyền chính là Chúa. Cho nên ông đã nói với Phêrô chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ và kéo lưới đầy cá theo vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi nghe nói chính Chúa đó, Phêrô nhảy xuống để bơi vào bờ để gặp gỡ Đức Giêsu. Con người đã yêu thương và tha thứ cho ông vì tội phản bội, giờ này lại còn hiện ra để củng cố niềm tin cho ông vào việc Ngài đã sống lại. Tin mừng còn tường thuật tiếp. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo họ: các con hãy mang cá mới lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới vào bờ, lưới toàn đầy cá lớn, độ 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo: các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Tình yêu thương của Đức Giêsu dành cho các môn đệ thật bao la. Ngài đã thật tinh tế khi chuẩn bị một bữa ăn sáng trên biển hồ cho các ông khi Ngài nói, các con hãy lại ăn Lời mời gọi từ nơi Đức Giêsu phục sinh đã làm cho các tông đồ ấm lòng. Các ông không còn mặc cảm vì đã bỏ tông đồ đoàn để đi đánh cá. Các ông đã không còn sợ hãi vì nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ khiển trách họ vì sự cứng lòng tin. Tình yêu thương, sự ân cần săn sóc nơi Đức Giêsu phục sinh đã xóa tan mọi thành kiến mặc cảm Simon Phêrô và các bạn giờ này vẫn tin vào Đức Giêsu phục sinh. Tình yêu thương từ nơi Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu là phục hồi niềm tin cho những người đang thất vọng. Kính thưa Cộng đoàn, cách đây hơn một tuần, một bé gái 9 tuổi người Anh đã gây ấn tượng với dư luận quốc tế khi bức thư của em cùng với 3,38 euro tương đương với 87.000 đồng Việt Nam được gửi kèm để xin đóng góp tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn vào chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua. Nội dung bức thư của em viết như sau: Mọi người ở Pháp và Paris quý mến tên cháu là kylin henley cháu 9 tuổi đang sống ở anh cháu nghe tin nhà thờ đức bà cháy qua đài và rất muốn giúp đỡ cháu biết rằng số tiền này không nhiều nhưng thêm chút nào tốt chút ấy ạ à. hy vọng việc xây dựng lại nhà thờ sẽ không lâu cháu cảm ơn kylin theo Đài CNN của Hoa Kỳ, không chỉ những tỷ phú siêu giàu mới đóng góp tiền xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn đầu tháng này. Còn một phần đóng góp nhỏ bé nhưng đầy tình cảm trong số 947 triệu đô la Mỹ quyên được cho tới nay đến từ những nguồn đóng góp khiêm tốn hơn nhiều. Một trong số phần đóng góp ấy là 3,38 euro của một bé gái người Anh, em Kylin Henley được gửi đến tổ chức Fondation du Patrimoine. Là một trong bốn tổ chức được chính phủ Pháp giao nhiệm vụ tiếp nhận các khoản đóng góp để tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Simon Henley bố của kailin chia sẻ với đài cnn là con gái của ông rất buồn trước thảm họa khi biết được tòa nhà bị cháy có tuổi đời lâu năm như thế con bé cảm thấy nó cần phải làm gì nó nói nó không thể quyên tặng hàng trăm ngàn đô la nhưng sẽ làm những gì có thể tình yêu của Đức Giêsu phục sinh dành cho các tông đồ. Từ tình yêu này trên biển hồ Tiberia cho đến tình yêu của cô bé gái người Anh dành cho nhà thờ Đức Bà. Mỗi người khi tô hữu cũng được mời gọi hãy thể hiện tình yêu thương ấy cho giáo hội là mẹ và là thầy của chúng ta. Tình yêu thương ấy sẽ giúp người Kitô tô hữu chúng ta vượt qua những chia rẽ để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất. Yêu thương, tình yêu thương ấy sẽ nối kết người Kitô hữu nên một trong Đức Giêsu phục sinh. Thế giới hôm nay đang bị chia rẽ trầm trọng vì sự phân hóa giàu nghèo, vì sự kỳ thị tôn giáo, vì thành kiến chủng tộc và còn vì biết bao nhiêu lý do khác nữa. Nhân loại chỉ có thể hiệp nhất nên một qua tình yêu Đức Giêsu phục sinh. Trong giờ kinh lạy nữ vương trưa Chủ nhật tuần trước, Ngày 24, ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ Quà tặng của Chúa Giêsu ban cho chúng ta là hòa bình, niềm vui và sứ mệnh. Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ bài phúc âm của Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh cho thấy các tông đồ đã hoang mang và sợ hãi khi thầy mình bị kết án tử. Tuy nhiên, cái chết của Chúa đã mang lại hòa bình như là một chiến thắng trước sự ác. Hòa bình ở bên bạn. Đức Thánh Cha đã nói. Phục sinh của Chúa Giêsu mang lại hòa bình đích thực. Với những lời huấn dụ của vị cha chung Một lần nữa Củng cố cho niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh Và mời gọi tất cả mỗi người chúng ta Hãy đi loan báo tin mừng phục sinh Bằng chính đời sống chứng nhân Bằng việc thể hiện tình yêu thương Đến cho giáo hội Cho từng người Kitô tô hữu Và cho tất cả mọi người trong đó có những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, nhất là những người trong gia đình, những người bị khổ đau, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài bên lề xã hội. Mỗi người khi tôi hữu chúng ta cũng hãy là những khí cụ của tình yêu phục sinh. Kính thưa Cộng đoàn, tất cả mỗi người chúng ta được mời gọi hãy thể hiện tình yêu thương của Đức Giêsu phục sinh vì tình yêu là hoa trái của niềm vui phục sinh amen